Thời điểm cuối năm, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm thường gia tăng. Vì vậy, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên cùng với sự tham gia tích cực, hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân đã tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm, góp phần giữ vững bình yên xóm làng. Đây là khu vực nhà của đối tượng đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khiến một người tử vong chỉ vì lời qua tiếng lại trên bàn nhậu vào ngày 3 tháng 9 vừa qua. Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng công an xã Phú Cường đã nhanh chóng xác định được đối tượng và vận động đối tượng ra đầu thú ngay trong ngày xảy ra sự việc. Từ cái vụ án đó thì nhân dân cũng rất là tin tưởng vào cái lực lượng công an và rất là cái việc an ninh của xã thì đều là giữ vững. Lực lượng công an xã Phú Cường đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, thường xuyên tổ chức các buổi tuần tra, đến từng nhà dân tuyên truyền phổ biến pháp luật, gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ khi mới phát sinh. Cùng với đó, lực lượng công an xã đã chủ động tham mưu, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động chung tay của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt, từ đầu năm 2023, xã Phú Cường triển khai mô hình camera an ninh với 9 mắt camera kết hợp với hệ thống camera của trên 30 hộ dân tại địa phương. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, công an xã Phú Cường đã phát hiện, điều tra, làm rõ 3 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được đảm bảo, đời sống người dân ngày càng được nâng cao và là địa phương nhiều năm liền được công nhận sạch ma túy. Trong thời điểm cuối năm, lực lượng công an xã tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Từ đợt là nhà tôi lắp cái camera này, an ninh này, thì nó ở đây là cái khu vực Tân Mỹ 2 này, nó cũng rất là đỡ về cái mặt trật tự an ninh. Đấy. Để ngăn chặn được những các vấn đề về như là có biểu hiện là về tội phạm. Cái thời điểm trước ấy, nhiều những cái chỗ mà nó xảy ra những cái vấn mất an ninh trật tự này, rồi trộm cắp. Nhưng mà từ thời gian công an chính quy đã được điều động về xã Phú Cường này, thì tôi thấy rằng tốt hơn rất nhiều. Thời gian vừa qua thì công an xã cũng đã tham mưu ủy ban xã xây dựng cái mô hình camera giám sát. Chúng tôi thấy là rất chi là hiệu quả. Qua đó, công an xã đã thực hiện cái việc trích xuất camera để truy xét lóng, xác định ngay vụ việc. Tôi là duy trì 3 mô hình tự quản về an ninh trật tự. 8 thôn chúng tôi là duy trì tiếp là mô hình tổ hòa giải. Mọi mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đều được phát hiện và giải quyết ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, ngoài ra chúng tôi cũng thực hiện các đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt tình hình, đặc biệt là cái phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc. Bên cạnh đó là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn.